Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong những ngày đầu đông nên thời tiết rất khô duy trì. Tình trạng rét buốt bao trùm toàn Bắc Bộ. Tuy nhiên, nhiệt độ chênh lệch ở mức cao. Ở vùng núi Trung Du và đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội với mức nhiệt dưới 12 độ trời rét buốt. Đến trưa chiều thì nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Các khu vực khác cũng có mức nhiệt từ 23 đến 25 độ, đi kèm độ ẩm thấp phổ biến dưới 45%. Về đêm từ quang mây khiến cho quá trình phát xạ nhiệt diễn ra mạnh, nên nền nhiệt ở tất cả các vùng núi và trung du Bắc Bộ chỉ còn dưới 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, trời rét buốt, vùng núi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra sương mù và băng giá. Ở miền Trung, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp. Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình, nhiệt độ cũng thấp, chỉ từ 10 đến 12 độ. Tại khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao hơn từ 13 đến 16 độ. Ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận với mức nhiệt từ 18 đến 21 độ. Đến trưa chiều, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời nắng sớm, không khí ấm áp nên nhiệt độ tăng lên mức từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi, trời vẫn có nhiều mây nên nhiệt độ không tăng cao, cũng chỉ từ 23 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh từ Quảng Ngãi cho đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời cũng tạnh ráo. Thế nhưng do không khí lạnh khuếch tán xuống nên nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng sớm. Còn ban ngày tiết trời nắng và mát mẻ, nên nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên khoảng từ 16 đến 18 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Và xe lạnh ở Nam Bộ nên ngày hôm nay nhiệt độ ổn định với mức từ 30 đến 32 độ. Trên biển, thời tiết xấu vẫn còn duy trì trên khu vực Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, trong đó có vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ngày và đêm nay, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Thưa quý vị và các bạn, theo mô hình dự báo thì hiện nay trên khu vực vùng biển phía đông của Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng vào Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.